Xin chào các chị và bạn xem kênh của Hiền Toyota. Mình đang ngồi lên một chiếc xe cực kỳ hot các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động. Những cái chiếc xe máy dầu số tự động này bên mình về chiếc nào thì hết những ngay chiếc đó, cực kỳ hot luôn. Và nhất là những cái chiếc xe form mới như này. Đấy. Đây, mình đang ngồi lên chiếc xe máy dầu số tự động form mới đời 2021 và đi được 26.000 km à. Bên mình chào giá bán là 1.090.000.000 ấy nhé. Giá xe này thì vẫn có thương lượng. Đấy. Các chị và bạn có thể đến 806 Lùng 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức xem xe và đi thử xe, thương lượng giá các bạn nhé. Đây, mình quay chi tiết cho các bạn cùng xem này. Dạ vâng, một chiếc xe cực kỳ hot luôn. Một chiếc Fortuner máy dầu số tự động đời 2021 các bạn nhé. Đấy, cực kỳ hot luôn. Và chiếc xe này mới chạy được đâu đó khoảng hơn 20.000 km. Đấy, xe này là chiếc xe cực kỳ hot. Đấy, về chiếc nào bán chiếc đó các bạn nhé. Đấy, rất là tuyệt vời một chiếc xe này. Đấy. Anh chị các bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình người có thông tin của chiếc xe này nhé. Xe này thì biển số tỉnh. Đấy. Và chủ xe thì cực kỳ là cưng chiếc xe này. Cực kỳ luôn. Tức là chủ xe này khi mà mua mới chiếc xe này á, mang ngay đến Master Care của Mr. Xuân Hoàn để dán lại toàn bộ chiếc xe này và mua một cái gói độ. Độ rất là nhiều thứ các bạn nhé. Này, cam 360 này. Rồi dán đề can xịn toàn nguyên xe. Đấy. Rất là nhiều thứ lên chén cửa này, rồi phim cách nhiệt này, rồi che mưa này, rồi màn hình Android này. Đấy. Đủ thứ luôn. Rất là nhiều thứ, độ rất là nhiều thứ ở Master Care của Mr. Xuân Hoàn. Đấy. Đây này, các chị các bạn nhìn này, những cái mép mà những cái sùng chỉ này dán hết tất cả luôn. Đấy. Dán này. Đấy. Dán hết tất cả luôn. Cực kỳ cưng xe luôn các bạn ạ. Đấy, rất là tuyệt vời chiếc xe này. Thì khi mà bán á thì cái bạn khách hàng này á, bạn ấy thực sự là mình nhìn cái ánh mắt bạn đấy là không muốn là rời xa chiếc xe này vì rất là cưng. Cưng cực kỳ luôn đấy. Nhưng mà vì điều kiện, vì hoàn cảnh nên ra bắt buộc là bạn ấy phải bán thôi. Đấy. Thôi. Quay lại mình sẽ review chiếc xe này. Đây, mâm miếc này. Đấy, vẫn còn không có một vết chày nào hết. Vỏ thì bốn vỏ theo xe rồi, bởi vì mới đi được 20 mấy ngàn km thôi. Rất là tuyệt vời các bạn nhé. Xe cực kỳ liền lạc luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng nhé. Đây, kết hợp là 7,63, trong đô thị là 9,05 và ngoài đời đô thị là 6,79 lít dầu cho 100 km nha các bạn nhé. Cực kỳ luôn. Đấy, xe này thì còn bảo hành hãng nha các bạn nhé. Còn bảo hành hãng. Đấy. Nên là cái chị các bạn nào mua xe này á, kỹ thì cứ đem vào hãng của Toyota test lịch sử cũng như là test cái chất lượng thực tế của xe nhé. Và đồng thời bên mình cũng là bao hết tất cả các vấn đề là xe không đâm đụng, không ngập nước. Đấy. Máy móc nguyên zin và hồ sơ pháp lý đầy đủ nhé. Đấy. Tuyệt vời các bạn nhé. Xe này thì vay ngân hàng được 70% xe cho 6 năm nhé, tối đa là 6 năm. Đấy. Và bên mình là bao quay đầu nhé. Tất cả những xe bên mình bán, bên mình bao quay đầu. Anh chị đi một thời gian, không thích nữa hoặc là lên đời thì các anh chị các bạn có thể là quay lại, bán lại cho bên mình. Bên mình sẽ mua lại với cái giá ok nhất. Đấy. Xe dán keo, dán kia các thứ này, nghiêm chỉnh hết tất cả các bạn ạ. Rất là tuyệt vời một chiếc xe các bạn ạ. Về chiếc nào là hết chiếc đó. Đấy. Xe này cực kỳ hot luôn. Đấy, bởi vì xăng dầu bây giờ đang đắt thế này, xăng nó đang đắt thế này thì các anh chị là thích đi máy dầu. Đây, mời các anh chị bạn xem phong máy này. Đấy. Xe là các bạn vừa mới rửa nước xong. Đấy, mình phải quay ngay đăng cho các anh chị bạn cùng xem. Đấy, rất là tuyệt vời nhé. Khung xương nguyên bản. Đấy, không có dấu hiệu đâm đụng. Đấy. Máy móc từ nguyên zin 2021, bảo hành đến 2024 các bạn ạ. Đấy, bảo hành hãng tuyệt vời. Ok, một chiếc Fortuner máy dầu số tự động đời 2021 đi được 26.000 km và bên mình chào giá bán là 1.090.000.000 các bạn nhé. Các chị các bạn nào mà quan tâm chiếc xe này thì hãy đến 806 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức xem xe, đi thử xe và thương lượng giá nhé. Hoặc là điện thoại cho mình, nhờ cái số điện thoại trên màn hình nhé.
Anh chị bạn xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin chiếc xe này nhé. Xin cảm ơn anh chị bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đó, xin chào ạ.